Bích Phương xin kính chào quý vị hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 7 2019. Đến với bản tin hoạt Thịnh đốn gồm có tin quan trọng và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Tin hoạt Thịnh đốn trưa thứ ba ngày 30 tháng 7 2019, bà Mary C. Damore, tân tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã đến thăm xã giao bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đại diện tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản và là người sáng lập Đài Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ để trao đổi ý kiến về những hoạt động sắp tới của bà. Trước khi bà lên đường nhận nhiệm sở, bà Mary C. Dermore là viên chức cao cấp trong ngành ngoại giao Hoa Kỳ, gia nhập Bộ Ngoại giao từ năm 1993. Bà đã giữ chức Giám đốc Văn phòng Đặc trách Hàng hải Đông Nam Á tại Phân bộ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Giám đốc Văn phòng Phối hợp Chính sách và Lãnh sự vụ. Các nhiệm sở hải ngoại mà bà Mary C. De Moore từng phục vụ gồm có Phó trưởng Phái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Wellington, Tân Tây Lan, tham vấn về lãnh sự vụ tại Brasilia, Brazil, trưởng dịch vụ xét cấp chiếu kháng tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại London, Anh Quốc, trưởng phòng lãnh sự tại Iraq, Việt Nam và Mauritania, và nhiệm sở từ tháng 8 sắp tới là tổng lãnh sự tại Sài Gòn. Về ngoại ngữ, bà Moore có thể trao đổi bằng tiếng Pháp, Bồ Đào Nha và tiếng Việt. Hôm thứ Ba vừa qua tại Washington, D.C. đã tổ chức buổi hội thảo với tân tổng lãnh sự Mary C. Dermor để các thành viên trong hội đồng có dịp tiếp xúc với bà nhằm tìm hiểu các vấn đề cùng quan tâm trước khi bà đi Việt Nam nhận nhiệm sở. Người tiền nhiệm là bà Mary Tarnoka, giữ chức tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn vào tháng 8 2016 chứng khoán toàn cầu khựng lại trong lúc chờ quyết định về lãi suất của Fed. Hôm 29 tháng 7, cổ phiếu chứng khoán trên toàn thế giới bị giảm và đồng đô la lên đến mức cao nhất từ 2 tháng nay, trong lúc giới đầu tư chờ quyết định của Ngân hàng Dự trữ Trung ương Hoa Kỳ Fed. Các giảm lãi suất của Hoa Kỳ tuần này, sau khi mở cửa thấp, cổ phần ở Âu Châu đã ngưng sụt giảm nhờ những khu vực phòng thủ đẩy chỉ số toàn Âu Châu lên. Chỉ số đồng đô la đã tăng 0 mức cao nhất từ 31 tháng 10. Trong khi đó, thống kê về mức tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ tiếp tục vững mạnh đã khiến cho thị trường dự đoán là Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0.25% vào thứ tư này. Giá cổ phiếu tương lai của Hoa Kỳ có vẻ thiếu định hướng trong khi ngoài Âu Châu, thị trường Á Châu sụt giảm, mở đầu cho một tuần lễ đầy tin tức từ tái tục điều đình mậu dịch đến dự trù các lãi suất và thống kê nhân dụng hàng tháng của Hoa Kỳ thị trường Á Châu tiếp tục đi xuống với lợi sức từ các công ty Nam Hàn đi xuống và khủng hoảng ở Hồng Kông. Đồng bảng Anh tiếp tục xuống sang ngày thứ ba, sau khi Thủ tướng Boris Johnson họp nội các dự trù sẽ rút lui Anh quốc ra khỏi Âu Châu vào ngày 31 tháng 10. Mỹ-Trung tái tục đàm phán thương mại, không nhiều hy vọng đạt tiến triển. Hai tháng sau khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc ở Washington DC gặp bế tắc, Cả hai bên hôm thứ ba, 30 tháng 7 sẽ lại tái tục cuộc thương mại. Lần này ở Thượng Hải, các phát biểu chính thức lẫn không chính thức được cả hai phía đưa ra trước ngày họp cho thấy không có nhiều hy vọng sẽ đạt tiến triển. Dù rằng hồi tháng 6 Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập cận bình đồng ý là sẽ có nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc thương chiến đang gây thiệt hại cho cả đôi bên. Bộ trưởng Tài chánh Mỹ ông Steven Mnuchin và đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer sẽ gặp phái đoàn Trung Quốc do phó thủ tướng Lưu Hạc Lưu Hề hướng dẫn tại Thượng Hải thay vì tại Bắc Kinh như dự tính lúc đầu. Giới lãnh đạo Trung Quốc đang chống lại các áp lực từ phía Mỹ đòi ngưng nỗ lực cho chính quyền chỉ huy nhằm phát triển kỹ nghệ robot trí tuệ nhân tạo và các ngành kỹ thuật cao khác. Về phía Mỹ, các nhà thương thuyết không chấp nhận đòi hỏi của Bắc Kinh là thu hồi ngay lập tức các biện pháp tăng thuế quan. Ông Julian Evans Pritchard tại công ty Capital Economics nói rằng, cùng các vấn đề từng gây bế tắc trước đây, hiện vẫn còn đó và không bên nào có vẻ muốn nhượng bộ. Ông Joe Biden vẫn dẫn đầu bên Dân Chủ, nhưng mọi chuyện không còn chắc chắn nữa. Các ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ cho năm bầu cử 2020 của Dân Chủ lại sẽ gặp nhau lần thứ nhì cho cuộc tranh luận vào đêm 31 tháng 7 nhưng một kết quả thăm dò cho thấy các cử tri dân chủ cho các cuộc bầu sơ bộ đã thay đổi ý kiến khá nhiều. Kết quả thăm dò của báo Los Angeles Times và Đại học Southern California, Don Schiff công bố cho thấy ông Joe Biden vẫn còn dẫn đầu, nhưng ba ứng cử viên Bernie Sanders, Elizabeth Warren và Kamala Harris cùng xếp vị trí thứ nhì. Như thế, từ tháng 4 đến nay, hai nữ thượng nghị sĩ Warren và Harris có tiến bộ điều đặn và ông Sanders đã tụt dốc. Có khoảng 50% cử tri dân chủ cho biết họ đã thay đổi ý kiến về người mà họ ưa thích nhất. Các nhà quan sát nhận thấy các cuộc bầu sơ bộ của dân chủ sẽ không chắc chắn đưa lên một ứng cử viên vượt trội nào cả. Dù thăm dò đưa ra, ông Biden vẫn còn 28% cử tri ủng hộ. Con số cử tri ủng hộ ông Bernie Sanders đã giảm hẳn, chỉ còn 11% Hai nữ lưu là Warren và Harris đều vươn lên với mỗi người được 10% ủng hộ. Ứng cử viên tổng thống Bernie Sanders đến thăm cửa hàng dược phẩm ở Canada, nói chuyện giá thuốc. Thượng nghị sĩ cũng là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Bernie Sanders tham gia cùng các bệnh nhân tiểu đường khi họ lái xe qua biên giới để mua insulin rẻ ở Canada, làm nổi bật lý luận của ông ủng hộ giá thuốc kê toa được thương thảo chung khắp liên bang ngồi phía sau chiếc xe bus được tổ chức bởi các thành viên của tổ chức vận động Insulin for All. Ông Sander trò chuyện với các gia đình, những người nói rằng họ phải đi rất xa để mua insulin vì giá thuốc quá cao ở Hoa Kỳ, thường gây rủi ro cho sức khỏe của họ. Các ứng cử viên dân chủ đang chạy đua vào tòa bạch ốc năm 2020 xem Tổng thống Donald Trump ngày càng dễ bị tổn thương với những lời chỉ trích về chi phí y tế kể từ khi chính phủ của ông không thể thông qua nhiều sáng kiến để hạ thấp giá thuốc. Dân chủ chỉ trích việc bổ nhiệm Radcliffe vào giám đốc tình báo quốc gia. Thượng nghị sĩ Chris Murphy của Dân chủ hôm thứ Hai 29 tháng 7 đã lên tiếng phản đối quyết định đề cử dân biểu Cộng hòa John của Tổng thống Trump vào ghế giám đốc chỉ huy cơ quan tình báo quốc gia. Ông Murphy nói, tôi không biết ông này, tôi nghĩ ông ta đúng là một kịch sĩ trên TV mà Tổng thống Trump thích xem Tổng thống Trump đưa một người nịnh bờ ông ta vào chiếc ghế, lẽ ra không nên có chuyện đảng phái chính trị xen vào. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Trump nói ông có ý định bổ nhiệm dân biểu Rafferty vào chức chủ tịch cơ quan National Intelligence. Sau khi giám đốc cơ quan này là Dan Coats cho biết, ông sẽ ra đi từ ngày 15 tháng 8. Dân biểu Radcliffe nổi tiếng là người ủng hộ Tổng thống Trump. Trong tuần qua, Tổng thống Trump còn khen ngợi ông đã lên tiếng chất vấn ông Robert Miller tại buổi điều trần của ông Miller. Ông Ralph cliffe là một cựu công tố viên và cựu thị trưởng thị trấn Hell của Texas với khoảng 8.000 cư dân. Thượng nghị sĩ Dân chủ Gary Peters cũng phản đối. Ông nói, tôi không chắc ông Ralph cliffe có thích hợp với chức vụ quan trọng này hay không. Tổng thống Trump, Sharpstone, Trey Barth over Baltimore trees. Tổng thống Trump tấn công mục sư Al Sharpton hôm thứ Hai 29 tháng 7. Tổng thống Trump đã tấn công mục sư Al Sharpton như là một kẻ gian trả, ghét da trắng và cảnh sát. Chỉ vài giờ khi ông này tổ chức họp báo tố cáo các twist của Tổng thống Trump, mục sư Sharpton cũng từng là một cựu ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ của dân chủ và từng là sử ngôn viên của đài MSNBC. Xuất hiện trong cuộc họp báo hôm qua cùng với ông Michael Steele, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa và cũng là cựu phó thống đốc Maryland. Trong một tweet, Tổng thống Trump viết, tôi và ông mục sư Al Sharpton đã quen nhau 25 năm qua, từng xem đấu boxing chung. Al Sharpton là kẻ gian dối, chuyên kiếm chuyện để nổi tiếng. Ông ta ghét người da trắng và cảnh sát. Trong tweet trả lời, ông Sharpton giới thiệu một tấm ảnh chụp chung với Tổng thống Trump tại cuộc hội thảo năm 2006 do tổ chức của ông Sharpton là National Action Network tiến hành có cả ca sĩ James Brown và lãnh đạo dân quyền Jesse Jackson tham gia. Hôm cuối tuần, Tổng thống Trump tấn công dữ dội thành phố Baltimore, mô tả thành phố đầy chuột bò, nơi không ai muốn sống cả. Và chỉ trích mạnh mẽ dân biểu Elijah Cummins, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, vốn thường hay công khai chỉ trích ông Trump. Tòa Bạch Ốc thông báo Tổng thống Trump ân xá cho 5 phạm nhân hình sự Hôm thứ Hai 29 tháng 7, Tổng thống Trump đã ban bố lệnh ân xá hoàn toàn cho 5 tội nhân hình sự. Họ thọ án vì các tội đã phạm như buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí và đánh bạc lậu. Theo thông báo của Tòa Bạch Ốc cho hay, trong thông báo có nhắc đến chuyện các phạm nhân đã chấp nhận trách nhiệm về tội trạng của họ và chấp nhận làm việc công ích, cộng đồng hay từ thiện. Kể từ khi được tự do đến nay, các phạm nhân này là John Richard Bulbala, Roy Way McKeever, Rodney Takumi, Michael Dezesco và Tommy Lee Williams. Tất cả đã thỏa án cho tội đã phạm từ hơn 20 năm trước đây. Trong tuyên bố có đoạn, sau khi xem xét lại cẩn thận hồ sơ của từng cá nhân, Tổng thống Trump kết luận là mỗi căn phạm đáng được hưởng khoan hồng từ lệnh hành pháp Executive Clemency. Sau lệnh ân xá này, năm phạm nhân nói trên chẳng những được tự do mà còn có quyền bỏ phiếu nữa Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng cài án từ nặng thành nhẹ cho một số phạm nhân khác trong dịp này. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.